Dạ vâng, Shop là Trần Audio Hà Nội xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em là Trần, mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như cập nhật những sản phẩm audio mới nhất. Hôm nay bên em lên sóng một em hàng siêu khủng của Pioneer, cặp loa khủng long Pioneer CSE 9900. Cặp này rất là khủng long bạo chúa, thiết kế với dạng loa thùng nhưng mà có cái chiều cao rất là cao. Em này thì nó cao tới 90cm, chiều rộng là 44 và chiều sâu là 33cm. Kính thưa các bác, em loa này nó sở hữu một loa bát đường kính 40, màng giấy, gân mút, rốn là rốn vải còn zin rất là đẹp, một loa mít giấy, một loa chép giấy và một loa chép kèn, cấu hình 4 loa trên một thân thùng. Đây, nhà sản xuất đã ghi Pioneer 4-way speaker stem, model là Z9900. Cặp loa này với trở kháng là 8 ohm, công suất là 150W cho một thùng. Lỗ thông hơi thiết kế ở phía trước. Lỗ thông hơi ở phía trước thì rất là dễ dàng phối ghép với các cái dòng âm linh, thưa các bác. Thưa các bác, là em xin quay tiếp chiếc loa tiếp theo của chúng ta. Cặp này thì về trong cái tình trạng còn rất là đẹp cũng như là nguyên zin bản, thưa các bác. Thiết kế với vỏ vân gỗ màu nâu tạo nên cái nét sang trọng và đẳng cấp cho cặp loa. Cặp này thì các bác nào có những không gian phòng khách lớn các bác bày thì sẽ rất là đẹp luôn. Và nó cao tới 90, rất là khủng, chiều rộng 44. Một cặp loa thiết kế với dạng cây cột mà bát nó to như thế thì khá là hiếm. Đây, các bác thấy không ạ? Bát rất là lớn, bát 44 còn cả 40, còn cả kiềng thì nó phải lên tới 42. Bát 40, màng giấy gần mút, một loa mít giấy, một loa chép giấy và một loa chép kèn. Đây, Pioneer Z9900. Đây là hai cái căng. Dòng này thì nó sử dụng e căng nhựa, còn nguyên cái logo của Pioneer này, còn nguyên đủ, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Dòng này thì nó cho chất âm uy lực và mạnh mẽ, tiếng trầm sâu mạnh khủng khiếp, đánh đa thể loại nhạc cũng như là dễ phối ghép âm ly, thưa các bác. Cặp này thì về shop có giá bán rất là tốt. Cặp loa này với giá bán là 12.800.000 đồng cho cặp Pioneer ZE9900. Bạn nào quan tâm phải có alo cho em. Giá rất là tốt ạ. $12.800.000. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta nghe bản nhạc có lời để mời các bác chúng ta cùng thưởng thức chất âm của cặp loa này nhé. Cặp loa Pioneer với model CS là 9900, thưa các bác. Mời các bác chúng ta cùng nghe một ca khúc khá quen thuộc của các ca sĩ Trường Vũ. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đào, những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau, nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Ngày xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để tự giả lên đường, gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh
hương bao la, những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa, thương em nói sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió, người em đã ra đi không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc về gieo sầu nhớ, mang theo xác em thơ. Bao ước hẹn ngày xưa, chuyện vui buồn hai đứa, giờ còn riêng mình tôi. Cỏ la. Vâng, cặp loa phiêu đương CF 9900, cặp loa này sót là trần, có giá bán 12.800.000 đồng. Con nào quan tâm sở hữu em nó thì mời qua alo trực tiếp cho em với số máy là 0983586968. Sót là trần với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, miền Nam ship hàng toàn quốc. Giá bán sản phẩm không bao gồm ship từ các bác. Một cặp loa rất là hay ở trong tầm tiền hơn chục triệu đồng, các bác đó có thể sở hữu được một cặp loa bát 40 rất là khủng như thế này rồi, chất âm khá là hay ạ. Mời các bác nhanh tay, cặp này thì chỉ có một cặp duy nhất thôi và trên thị trường thì cũng không có nhiều cặp này đâu. Từ khi mất nhau rồi, tim tôi thành sỏi đá, đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe dòng suối trôi vào quán vắng tư vô, vết thương trong hồn đã đi khô. Người ơi mấy ai ngờ, xa đi rồi là hết, xa đi là vui chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip bên em. Bạn nào chưa đăng ký kênh, mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như cập nhật những dòng sản phẩm audio mới nhất. Cặp loa Pioneer CF 9900, cặp này có giá bán 12.800.000 đồng. Bên em chỉ về được duy nhất một cặp, bạn nào có nhu cầu thì các bác nhanh tay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip.